Here is the homemade yogurt that I make by the Instant Pot. It's very easy to use it. Đây, sữa chua mình làm tại nhà, mịn và dẻo. Ủ bằng nồi áp suất. Rất là dễ sử dụng các bạn nhé. Hello everyone. Xin chào cả nhà. Miley mới tuyển cái nồi áp suất này về và hôm nay Miley sẽ khui thùng để cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ làm sữa chua ủ bằng cái nồi áp suất này xem như thế nào. Mấy lần trước mình làm nhiều cách. Mình ủ bằng nước nóng và ủ bằng lò nướng. Nhưng đợt này mình sẽ ủ bằng cái nồi áp suất này nhé. I just got this Instant Pot. I'm gonna open the box and show you. And later on I'm gonna make yogurt brewed by the Instant Pot. I used to make yogurt brewed by soaking with hot water and brewed by the oven. But this time I'm gonna try with the Instant Pot. Cái nồi này có thể làm được sữa chua. Và mình có thể nấu được rất là nhiều món nữa nhé. Ok, bây giờ để mình thử cho các bạn xem. Ok, now let me open the box to show you. Đây là cuốn sách để chỉ mình cách nấu như thế nào. Xem sau đây. Cái nồi này cũng khá to đấy. This one. Oh, I didn't know it's that big. Because my husband bought it. Oh. Wow, it's a big one. Này mình xã mình mua. Mình không có đi. Mình không có thấy. Nhưng không biết cái to như thế này. Wow. Close open. Đây mình vặn qua bên phải là mình mở nó ra. Twist to the right to open it. Cái gì trong này đây? Check it out what's inside. Mình sẽ có lấy để hấp. Let's check it out. What is useful? Cái này. Đây, cái nồi phía trong này. To ghê đấy chứ. Wow. Nếu các bạn làm ít có thể mua nồi nhỏ hơn. That's it. So let me I'm gonna try to use it and then I'll let you know how it works. Nấu cơm, hầm súp, làm sữa chua. Mình chắc có lẽ hấp rau. Mình chưa có đọc cuốn mục lục như thế nào. Here you go. 7-in-1. Quick and easy. Wow, that's cool. Okay, I will make the yogurt later. Ok, mình chuẩn bị làm sữa chua thôi. Rồi, bây giờ mình bắt tay vào làm sữa chua nhé. Hôm nay mình muốn làm thử cái sữa chua pha với siro dâu tây xem như thế nào. Cho nên mình chỉ làm cái nửa lon sữa đặc thôi. Chứ bình thường mình làm một lon sữa đặc. Ok, we are ready to make yogurt. Today I'm gonna try to make yogurt mixed with strawberry syrup. That's why I make just only half can of sweetened condensed milk. Normally, I make one can of sweetened condensed milk. Now, we're gonna pour the half can of sweetened condensed milk into the big bowl. Bây giờ mình cho nửa lon sữa đặc vô trong cái chậu và mình dùng cái lon mình đông nửa lon nước sôi. Sau đó cho 2 thìa canh siro dâu vô trong cái nửa lon nước sôi, khuấy đều rồi đổ vô trong sữa đặc
lại khuấy nữa nhé. Khuấy cho đều. Okay, now we add half can of boiling water into the can. And we add 2 tablespoons of strawberry syrup and stir well. Then pour into the sweetened condensed milk and stir again. Mix them very well. Now we add 1 can of evaporated milk. Doesn't matter, 2% or whole milk. Bây giờ mình cho một lon sữa tươi 2% hoặc là nguyên chất tùy các bạn nhé. Rồi mình khuấy cho thật đều. Sau đó mình cho giá u cái vô. Stir well and add plain yogurt into this jar of yogurt that I saved from last time. If you are the first time making yogurt, then you have to buy some plain yogurt like this. Okay, it doesn't matter what brand, but it have to be plain yogurt. Okay, nếu các bạn làm sữa chua tại nhà lần đầu tiên, thì mình nên mua cái dao cái tự tự như vậy nhé. Sữa chua thường không mùi, gọi là plain yogurt. Còn hũ sữa chua cái này của Melly để dành của đợt trước. Ok, bây giờ mình chuẩn bị khuấy cái hũ sữa chua này và đổ vô cái hỗn hợp nhé. Now we stir this plain yogurt. Stir well and pour into the mixture. And mix them well. Then strain through the syrup. I don't have to because the yogurt I saved from last time. It's very smooth, but I just want to do it to show you, okay? But if you buy it from the grocery, so you have to strain through the syrup like this. Okay, bây giờ mình lọc qua cái rây cho các bạn xem nhé. Nó rất là mịn, cái dao mình để lại đợt trước. Mình không cần lọc đâu. Nhưng mà nếu các bạn mua ở ngoài chợ về, mình nên lọc qua cái rây như thế này. Mình chỉ làm để cho các bạn xem thôi. Đấy, rất là mịn thấy không? See, nothing there. So it's very smooth that the yogurt I saved from last time. Okay, now we're gonna pour the mixture into the little jar like this. Rồi bây giờ mình cho hỗn hợp sữa vô trong những chiếc hũ bé bé như thế này và đậy nắp những chiếc hũ này lại. Sau đó mình cho một cốc nước vào trong cái nồi áp suất, rồi xếp những chiếc hũ dao u này vào trong đó, đậy nắp lại và ủ. Okay, now we cover all the little jars like this and add 1 cup of water into the instant pot. Then put all the little jars of yogurt into the pot. Now cover the pot. Bây giờ mình đậy nắp lại nhé. Đậy cho kín. Mix xuống. Thay. And then plug in. Bây giờ mình cắm điện. Và nó sẽ nổi cái chữ off lên. Okay, now it show up the word off. Okay, now we press the button off yogurt until it show up 8 hours. Okay. Bây giờ mình nhấn cái nút yogurt nhé. Trở lại yogurt. Okay. 8 hours. Mixture is on the normal side. Okay. Okay. So okay. 8 hours. So now it start. It's already start. So just wait a little bit. Wait 1 minute, it will pop up number one to show you 1 minute. Rồi, mình nhấn cái nút yogurt và cho nó nhảy lên 8 tiếng. Và để ý cái nút giữa nhé. Mình lấy cái nút giữa là normal nhé. Ok. Rồi, bây giờ nó đã bắt đầu. Cái giờ nó đã bắt đầu rồi đấy. Mình cứ chờ một tí xíu là nó hiện lên số 1. Là nó báo cho mình biết là được 1 phút rồi. Okay, 1 minute so up already. So it let you know it has been brewed 1 minute already. Okay, nó đã so up một số một rồi, đã ủ được 1 phút rồi nhé. All right, it has been brewed 54 minutes, almost 1 hour. I think I have to go to bed and we'll come back to check on it on the next morning. Bây giờ nó đã ủ được 54 phút rồi. Mình nghĩ mình phải đi ngủ thôi. Có gì sáng mai mình sẽ trở lại kiểm tra nha. Good morning. I'm come back to check on it.
Xin chào, buổi sáng mình đã trở lại để kiểm tra cái sữa chua đây. Okay, it has been 7 hours 30 minutes already. Đây, nó đã ủ được 7 tiếng 30 phút rồi. Rồi, bây giờ gần 8 tiếng đồng hồ rồi này. Mình đang canh từng phút đây. It's almost 8 hours for yogurt. Almost done. That I make from last night. There you go. It's in 8 hours. Rồi, bây giờ cái sữa chua của mình đã xong rồi. Hoàn thành 8 tiếng đồng hồ rồi này. Bây giờ để mình chuẩn bị lấy da nhé. Rồi em. Okay, so now let's try to open the lid. Let's see how they look. Để mình đã mở nắp ra để xem như thế nào nhé. Để get the sound. Có tiếng nhạc nghe rất là hay. Okay. Oh wow. Looks pretty. But they didn't mix together. They came out separate. Two parts. When I mix, they look pink. It's pretty. This is my first time to make strawberry syrup with the yogurt. Đây là lần đầu tiên mình làm siro dâu chung với sữa chua. Nhưng chỉ làm thử thôi. Khi mình hòa thì nó màu hồng rất là đẹp. Nhưng sau khi hoàn thành thì nó tách rời ra hai phần như thế này. Wow. My first time to make the strawberry syrup. Just try. Okay, let's see. Đây, đã đặt rồi. Hay quá. It's very convenient to use this instant pot. Sữa chua mình làm ủ trong nồi áp suất này rất là tiện lợi. Không cần canh giờ hoặc là canh nước nóng. You just mix all the mixture of the yogurt and then pour into the little jars, cover them, and then put them into the instant pot and turn on the yogurt burn and it will show up 8 hours. See, I make from last night before I went to bed. So after I make it, I let it sit here. I went to bed. And this morning, after I woke up, I came over to check. I couldn't wait and count every minute. Sau khi mình làm xong rồi, mình để ở đây qua đêm và đi ngủ. Sáng nay sau khi mình thức dậy thì nó chưa có đến giờ, chưa hết 8 tiếng. Mình không thể nào đợi và mình đếm từng phút. Bây giờ nó đã hoàn thành rồi, nhưng hai phần tách rời nhau. Nó không hòa chung. Nhưng tối hôm qua mình trộn thì cái màu hồng nhìn rất là đẹp mắt. Nhưng sau khi nó hoàn thành rồi thì cái phần sữa chua đây nằm ở phần dưới. Cái phần si vô dâu thì nằm ở phần trên. Mà không sao, chắc có lẽ cũng ngon thôi. Để mình cái gì mình ăn thử cho các bạn hay nhé. Ok. Here you go. Take them out and let you see. You see the pink part? The strawberry syrup part is on the top. The yogurt part is on the bottom. So they didn't mix together. This is my first time to try to make it. Đây, cái phần dâu nó nằm ở phía trên. Còn phần sữa thì nằm ở dưới. Cái này mình làm thử thôi. Mình không biết như thế nào. Để mình chút ngược lại nó có đổ không nè. Không có đổ đâu. Đây các bạn thấy. See. Đây, mình chút ngược lại này. Nó không có đổ. Quá good. See. It won't move. Look inside.
very smooth. Rất là mịn và dẻo nữa. Wow. Ok. Là cái sữa chua dâu mình đã làm thử, đã hoàn thành như thế này rồi. Và để mình khui một hũ ăn thử để xem như thế nào nhé. Ok, so let me open and try. Để mình khui cái hũ sữa chua ra này. Để xem rất là mịn. Mình thử cho các bạn xem nhé. Wow. See? Ngon quá. Taste very good. Very smooth. Đấy. Rất là mịn và dẻo nữa. Ok. Vậy là cái thành phẩm sữa chua của mình ủ bằng cái nồi áp suất đã hoàn tất rồi. Miley, chúc các bạn làm thành công nhé. Nếu các bạn có ý kiến gì thì comment ở dưới cái video cho mình hay. Và các bạn muốn order những chiếc hũ để đựng hòa sữa chua như thế này thì hãy xem cái website ở dưới cái video nhé. Mình để cái website ở dưới đây và công thức ở dưới luôn, ok? I'm gonna leave the ingredients on the bottom of the video so you can read on the bottom. If you want to order the little jars for the yogurt, so the website is on the bottom of the video too. If you don't have the instant pot to make this yogurt, you can try different way. You can check it out on my YouTube, Meili Lee recipe, homemade yogurt number one, or homemade yogurt number two. Okay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Nếu các bạn không có cái nồi áp suất để làm sữa chua như thế này thì mình làm cách khác nhé. Các bạn check out cái YouTube của mình là Meili Lee Recipe Homemade Yogurt số 1 và Homemade Yogurt số 2. Nếu các bạn thích video này, xin nhấn cho mình một like nhé và share cho bạn bè cùng xem. Rồi, cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.